Vâng, xin chào các bác các bạn cùng toàn thể anh em nuôi ong. Nói đến nuôi ong nội ở miền Bắc thì có hai mùa rõ rệt, mùa nóng và mùa rét. Hiện nay chúng ta đã đang chuẩn bị vào vụ gọi là rét của trong năm, thường rơi vào cuối năm. Thế thì đấy là thời tiết. Thời tiết này, nguồn mật phấn này, rồi thế đàn ong này, thế đàn ong là do người nuôi. Thế thì khi thời tiết mà ở ngoài mà lạnh từ 15 đến 20 độ gọi là rét đậm, rét hại, thì đàn ong chúng ta là phải giữ một cầu quân từ 3 lạng rưỡi đến 4 lạng ong thợ, và phải luôn luôn có mật bít nắp. Thế thì khi rét đậm, rét hại về thì trong nhiệt độ của đàn ong nuôi ấu trùng và nhộng nhiều nhất, khi ngoài trời lạnh từ 12 đến 20 độ rét đậm, rét hại về thì chúng ta phải chống rét cho đàn ong để đàn ong phát triển tốt hơn. Rét thì thường thường nó chỉ có rét trong một đợt, nó kéo dài từ 5 đến 10 ngày. Đấy, chúng ta chú ý trong nhiệt độ hòm ong từ 32 đến 36 độ thì chúng ta là phải có mật bít nắp và có quân đông. Thì cần tết thiếu phân thì chúng ta phải bổ sung phân. Đấy. Thế thì nay tôi cũng giới thiệu nhiều rồi, nay giới thiệu sơ qua các bác ở miền núi mà chia đàn một cầu ra mà cảm thấy nó hơi gọi là mới đủ quân thôi, chưa dư giả gì, thì chúng ta đêm mà nó lạnh xuống tới 20 độ mà đã phải đắp chắn bông thì chúng ta phải chống rét ngay lập tức. Chống rét thì sau đây tôi sẽ giới thiệu. Thì tôi cũng chống bằng giấy báo này, rồi quần áo này, rồi vỏ bao xi măng này, nói chung các kiểu. Nhưng mà tốt nhất vẫn cứ là áo mưa. Vâng, đây là hòm là tôi giới thiệu mang tính chất mô hình để chống rét. Thứ nhất, chúng ta là phải đặt hòm ong cửa là không bao giờ được hướng gió bắc. Đấy. Tốt nhất là hướng nam, cửa quay về hướng nam. Đấy. Thì tránh gió bắc nha, tránh gió bắc. Đấy. Thì bên tay tôi chỉ bên đây là mặt trời lặn và bên đây mặt trời mọc. Thế thì về mùa này thì khi gió mùa đông bắc thì nó sẽ mưa ướt là nó sẽ vào cái vách hòm bên đây, thì chúng ta chuyển cầu ong sang bên mặt trời lặn. À, khi xế chiều vào thì gặp ánh nắng sẽ xông nhiệt cho đàn ong, một là một. Và cái thứ hai, tránh được hòm là chỗ nào mà hở là chúng ta phải dùng đất chúng ta vít. Nếu mà đàn một cầu, chúng ta mà có điều kiện thì làm miếng xốp thế này, chúng ta đặt ở cạnh này, cạnh mép hòm này là một. Đấy, làm sao cho bắn kim cho nó chắc vào, không miếng bằng bìa cắt tông, bìa cắt tông. Về mùa rét thì chúng ta chống rét cho đàn ong, thứ nhất là chúng ta đặt hòm ong là cửa là không được quay về hướng bắc, gió đông bắc thôi nha, hướng gió bắc, quay về hướng nam và đít thùng là quay về hướng bắc. Đấy. Thế thì mé bên đây là mặt trời mọc và mé bên đây là mặt trời lặn, thì chúng ta đưa hết cầu sang bên mặt trời lặn. Đấy. Thế thì ánh nắng chiều là nó xế vào là nó sẽ xông cho đàn ong là tăng nhiệt lên là một,
Và cái thứ hai nữa là cầu ở bên vách thùng bên phía tây này thì mưa gió bấc mưa phùn là nó không hất vào đấy, nhưng mà đằng rộng bên đông mặt trời mọc này là bị đấy. Đây chúng ta chú ý. Thế thì các bác mà cẩn thận thì chúng ta dùng một là xốp, hai nữa là tấm bìa đấy. Thì chúng ta đặt ở trong cái mép thành thùng này như thế này đấy. Chúng ta ép vào, ép chặt vào đấy. Đừng để cho nó bùng bềnh ra. Và một miếng nữa chúng ta làm ép đầu này đấy. Xong là đưa cầu ong từ bên mặt trời mọc sang về hướng tây, và từ nay đến lúc quay mật nhãn là phải luôn có mật bít nắp căng nhé. Chúng ta chú ý như thế này, và chúng ta để thước đấy, những đàn ong một cầu là chúng ta là phải cực chú ý đấy. Cho thước vào đấy. Chúng ta trùm ni lông lên à. Chùm ni lông thế này. Chùm ni lông này chúng ta chùm xuống tận đáy đấy. Thì nó giữ nhiệt, và cái lượng ong ở trên này nó trắng thì chúng ta nhìn rất rõ, thế thì cho ăn là chúng ta chỉ cần nhấc cái nắp này lên là ok. Chúng ta đổ nước đường vào đây vừa nhanh vừa thuận tiện. Đấy, chúng ta chú ý, nếu mà ở miền núi chỗ nào mà bắt đầu mà đêm chúng ta mà thấy lạnh đấy, mà đàn một cầu đấy, thì các bác là cứ lên chùm ni lông cho em. Đấy. Còn nhớ cái những cái góc này này, khi nhiệt độ trong này nó 32 đến 36 độ, hơi nước là nó bật ra ngoài này nhé, nó ướt xuống đáy đáy thùng như này, thì chúng ta phải khoan ở đây ra, vài cái lỗ. Đấy. Chúng ta chú ý về đến cái điểm để nó thoát hơi nước thì nó bền thùng hơn. Đấy. Còn chỗ nào mà nó hở đây thì chúng ta lấy đất chúng ta vít lại. Cho ăn bằng ni lông này đấy, thì nước đường nó không dính vào ni lông này là một. Đấy, cái thứ hai này, ni lông là chúng ta nhìn kiểm soát được, hay là chúng ta ra Tết chúng ta bò phấn tháo mỗi cái thước lên là ong vẫn cứ lên, vẫn giữ được nhiệt. Đấy. Còn nước đường là nó không dính. Ưu việt như thế. Về từ nay mà đến cuối năm thì không có bao giờ nắng như về mùa hè. Đấy. Hôm nào mà nó ấm quá mà nó ong nó tràn ra kệ nó, nhưng mà đến đêm là nó sẽ chui hết vào. Thì chúng ta chú ý mỗi cái điểm chống rét thì nó đơn giản như thế thôi. Luôn luôn làm thử để lấy những cái kinh nghiệm tốt nhất. Vâng, để ủng hộ kênh các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào tạm biệt.